đón thị trường Tết năm nay, mỗi ngày anh Nguyễn Vũ Chiến dành nhiều thời gian chăm sóc cho một con rưỡi quýt đường 4 năm tuổi của gia đình. Được biết, vườn quýt này vừa cho thu hoạch lứa trái đầu tiên hồi tháng 10 âm lịch vừa qua. Với 1,5 tấn trái bán giá 25.000 đồng một ký đã mang về cho anh hơn 30 triệu đồng. Tết năm nay, vườn quýt của anh Chiến sẽ cung ứng cho thị trường hơn 1 tấn trái nữa. Ngày vườn cũng sắp xếp là tính từ ngày từng tháng để mình làm sao sắp xếp cái ngày mình tưới lấy trái để cho nó đúng với cái dịp Tết. Để mình mới tiếp thu được cái giá cả thị trường để mình thu nhập cao được. Còn bắt đầu qua từ đây Tết thì cái giá nó sẽ là tăng lên nữa. Thì theo năm nay thì nhà vườn hiện tại bây giờ thì đến tại vườn thì mua cái giá nó 24.000. Nhưng mà có thể là quýt Tết có thể lên 30 hoặc 40.000 một ký. Hiện nay diện tích trồng quýt đường ở xã Long Trị đã gia tăng lên đến 250 hectare. Tuy nhiên do xử lý khó nên thường mỗi vườn chỉ có vài trăm ký, hoặc cao lắm là khoảng 1 tấn quýt Tết. Riêng hợp tác xã quýt đường Long Trị cung ứng khoảng 50 tấn trái. Thời gian thu hoạch đồng loạt thường từ ngày 24 đến 25 tháng chạp. Thấy giá nó có tăng thì bà con nhân dân cũng phấn khởi đó. Thì bà con nhân dân ở đây cũng hy vọng là vào cái dịp Tết cũng như là được cái giá mà 35-40 là bà con mừng. Mặc dù hiện nay quýt đường Long Trị đang phải đối mặt với dịch bệnh vàng lá gây hại, tuy nhiên với mong muốn giữ lại hương vị trăm năm của loại trái cây đặc sản này, nhà vườn thị xã Long Mỹ đang cố gắng tìm tòi, học hỏi khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây hiệu quả. Ngoài niềm vui có được nguồn lợi kinh tế, họ còn gửi gắm tình cảm, mong ước vị ngọt của quýt đường sẽ đến với mọi người trong những ngày Tết đến xuân dậy.